Hiện tại mình đang đi trên con đường bậc thang đi xuống núi nè. Hồi nãy mình đi trên con đường nhựa, bây giờ mình tẻ ra con đường tắt, đi theo đường mòn. Đường này nó có nấc bậc thang như thế này nè. Từ mí trên con đường nhựa đó đó, mình đi xuống dưới đất luôn theo có con đường bậc thang này á, là 1 cây số. Đi tổng cộng 800 bậc thang. Đây là bậc lên, dốc lên đó, nó là dốc lên núi. Mình đi xuống nha. Hiện tại mình đang đi xuống núi nè. Tiếp tục đi thôi. Gần tới chân núi rồi, sắp được về nhà rồi. Wow, quá trời khỉ luôn. Ghi hình lại. Tưởng luôn. Khỉ à. Đâu rồi? Ê, dạ con khỉ nhá xíu ấy, cưng nghe không? Đó, đu dây điện kìa. Leo dây điện. Kỹ này đi cưng. Hả? Ôn nội nguy hiểm. Ôi mấy anh khỉ kìa dễ thương nghe không. Ôi lại tiếp tục chiến đấu. Đi xuống đây. Cứ thông thả đi từng bước thẳm, từ từ cũng sẽ xuống dưới chân núi thôi. Ô
Ôi ôi quá chị khỉ, trời ơi con khỉ nằm con nó kìa Ngân ơi kìa, cưng nghe không đó. Ôi ui 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 vẫn còn tiếp tục đi xuống núi nha mọi người, đi theo con đường mòn 42 bậc tam cấp nè. Rồi xuống tới đây là hết bậc tam cấp rồi, hết đi theo bậc thang rồi, khỏe cái chân hơn chút rồi. Bây giờ mình đi đường bằng, bây giờ là cái chỗ này là gần dưới giáp với chân núi rồi nè. I'm coming. Xuống núi rồi nha mọi người. Hiện tại thì nhóm mình đã đi xuống núi rồi. Hôm nay thì leo được lên tới đỉnh núi Lơ Đăng. Bắt đầu xuất phát từ đỉnh núi Lơ Đăng đi xuống á, thì lúc 10 giờ. Bây giờ là 11 giờ 45 rồi. Thì mình leo núi xuống 1 tiếng 45 phút đi theo đường mòn. Đi theo đường mòn tam cấp. Đường đó người ta còn gọi, có thể người ta hay gọi là đường 42 á. Bây giờ đi xuống dưới này thì đường nó là nó bằng, nó không có theo dốc, đổ dốc nữa, cho nên đi nó cũng đỡ mệt hơn. Tính ra thì từ cái chỗ mà trên đỉnh núi mà đi xuống dưới dốc này thì cũng mất khoảng 2 tiếng đi theo đường mòn 42, mất khoảng 2 tiếng đi xuống. Rồi nhóm mình đang ngồi đợi đây. Trời ơi có em cứu bộ luôn, khát nước cho ăn cái coi nè, cho đã cái coi nè. Quá trời khát nước luôn. Bữa nay có một cặp đạt huy chương vàng nha. Chạy nhà vô. Trời ơi, ăn khát nước là muốn uống nước mà. Trước vừa rồi. Ăn đi, ăn xong hả? Hả? Ăn thôi. Ừ. Thôi giả. Thôi ngọt. Thôi ngọt. Bé ơi nhẩm. Đưa em bé. Ừ. Bé cho em cho. Bả giờ bả hết hơi rồi.
bé bé xuống á. Ừ. Giờ ghé đây nghỉ mệt uống nước chút xíu nữa. Giao phai cho à? Hay là nhớ chính chi bao nhiêu mâm phai? Nè nè chị, ngắn chị ngắn chị. Ngắn chị ngắn chị. Cái gì? Thầy đó mày kẻ. Ngắn chị ngắn. Giao mà kẻ nhớ thầy. À. Phai cho. Giao phai cho mù. Mình thấy làm đây. Ok. Ê, bữa nay bất ngờ mà thành sự thật nha. Cái gì? Dạ mày xin. Có một chiếc cái gì mà hả? Thì tải là gì cái đó mà. Bố, ngồi xin hỏi bọn. À, anh ăn phòng. Giờ bị tôi lấy 1000 mân để cho xong rồi tải. Cái bãi mì xong có mấy giật gì là lắm chứ mấy ông. Kết thúc chiến lều núi. Đang ngồi nghỉ chân ở dưới chân núi. Vừa chạy, ớt vừa. Ừ. Nó còn lạnh quá, để nó bớt lạnh chút đi. Rồi, bye bye.